Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tìm hiểu trên mạng thì thấy rằng là có cái lớp này, và tôi đến đây thì càng học thì thấy càng tin tưởng. Chữa tay hay mình chữa chân, mình đều phải đo cái chân đó. Thẳng lưng lên. Cái này phải dài 2 tiếng hả? Phải không? Phải đau bên nào? Cái chân nào mà dài ra thì cái bên kia bị nhiều hơn. Thì mình sẽ bấm cái bên không có bị trước. Là ngũ vội thôi đó. Đây và cái khớp này nè, thật ra là khi ta để đi vô nè, rồi ta dở này lên chút xíu, ta thấy cái khe nè, thì cái khe này á là ta mới đẩy nè, 1 2 3 4 5 ha, ngón cái của mình, nhưng mà cái tay bệnh nhân phải lệch như vậy nè ha, rồi bắt đầu mình mới ra cái gân này, có gân này mới bật cái gân đó thì mới có hiệu quả. Em đi đoạn liều đây, đều cái đoạn đó, rồi em xây 5 cái xong á, cái thứ sao là ép đều cái bên đó, hiểu chưa? Được chưa? Được, bắt đầu ép sát được, thấy không? Chứ còn lại là dưới nước cả. Mình có một hội tâm linh tay cho cái người bệnh xong á, rồi mình mới hỏi người bệnh, bây giờ cái kết quả thấy cái tâm người biết gì sao? Thấy không? Em làm bên nó không có đủ lực. Này ngón tay mà hơi cong như này, thấy không? Vô kẽ này, người ta như đó mình gạt vô nó, bị nó bông á, thì nó mới có hiệu quả được. Nó cho máu lên trên đây á, thì mọi người thấy mà cái dây chưa? Cái dây mình nắm cái tay kéo xuống cái hổng này đây, thì cái tay mình nắm cái hổng, thì cái này đỉnh đầu đây, mình lấy mình đẩy lên, rồi chút xíu mình đổi qua đây, mình đẩy này lên, ok? Rồi, đó, dính cái đỉnh đầu, rồi mình đẩy lên. Đó đúng rồi đó. Cái cụ đó nó đang cái hộp đúng rồi đó. Đều đây. Chứ còn lại là dưới nước cả. Có đi bộ được chưa? Bữa nay cũng khỏi tốn 10 đồng xô. Vậy hả? Và rồi ngồi xuống đứng dậy là ngon lành đúng không? Đấy. Wow. Rồi, xin cho nàng pháo tay. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, thầy thuốc này thấy vui là dễ không? Thấy vui. Đã chữa được. Đã chữa được vậy nha. Chị cứ tính thành ngày này không? Thành liên bây giờ. Rồi, cảm ơn. Rồi, thấy em ngồi xuống đứng dậy thử đi. Còn nó có khác không? Khác là nó đỡ lõi ở trong mông.
Nè, rồi sao nữa? Lấy chân thì cảm giác ấm hơn. Sao xuống đứng dậy chứ? Rồi. Nữa hả? Rồi, muốn nữa nữa. Rồi, phát huy tâm tưởng. Dạ, đã làm như thế này thì rất là hay và rất tốt. Cho nên bây giờ sáng thì còn đau lưng, bây giờ đỡ hơn nhiều. Rồi, xin cảm ơn. Cô này thì làm quá tốt cho nên tôi sẽ hỏi địa chỉ và sẽ làm nhận làm được. Rồi, xin cảm ơn thầy. Này, cô cũng có kiểu là cô ngồi đứng lên như vậy là chưa bao giờ cô ngồi đứng lên vậy. Bây giờ cô ngồi đứng lên vậy là quá tốt rồi. Rồi. Họ xuống đứng dậy. Rồi, xong rồi, mời bác có ý kiến. Còn đứng lên đứng xuống thì cái gối nó hơi nhức và cái lưng nó thì nó mỗi lần đứng lên đứng xuống thì cái lưng nó chuyển động nó thốn. Bây giờ thì không còn cảm thấy gì nữa. Rồi ngon lành rồi. Em có ý kiến? Dạ, hồi sáng thì nghe cái đầu nó ghê ở sau cổ trái, thì cái lưng thì cũng hơi răng ra, mà giờ cảm giác thì không còn được. Càng học thì thấy càng tin tưởng cái hiệu quả của cái phương pháp này. Tôi hy vọng rằng là những cái điều mà mình tiếp thu được thì có thể tự lo cho mình và lo cho những người thân được. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.